Thưa quý vị, từ ngày 19 tháng 11, 2021, Long An chính thức khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, sẵn sàng cho các em sớm trở lại học tập trực tiếp trong thời gian tới. Đây là niềm mong mỏi của rất nhiều phụ huynh, học sinh nhằm tạo hàng rào phòng vệ cho trẻ trước nguy cơ dịch bệnh. Tiếp nối những kết quả đáng ghi nhận trong công tác tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi, Long An đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Trước mắt, các địa phương sẽ tập trung nguồn lực tổ chức tiêm trước cho lứa tuổi từ 15 đến 17 và hạ dần độ tuổi theo tiến độ phân bổ vaccine. Phương thức tiêm được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu tại từng cơ sở giáo dục, từng điểm tiêm trên từng địa bàn, đảm bảo một điểm tiêm, một trường học phải tiêm xong trong ngày, không kéo dài sang ngày hôm sau, và chỉ tổ chức tiêm cho những trẻ có giấy đồng ý tham gia tiêm chủng của phụ huynh. Lúc đầu là em cũng có hơi sợ, nhưng mà tiêm xong rồi thì cảm thấy không có sợ nữa. Sau khi mà được tiêm vaccine thì em cảm thấy an tâm hơn, không có sợ COVID nữa. Một phần là mình cũng có một chút miễn dịch trong người nhờ có tiêm vaccine, cho nên là em sắp được đi học lại, không cần phải học online nữa. Tính đến ngày 23 tháng 11, Long An có trên 57.600 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19, đạt hơn 34,3%. Được tiêm vaccine, không chỉ bản thân các em mà các bậc phụ huynh cũng rất vui mừng. Do đó, ngay khi biết được thông tin về kế hoạch tiêm chủng cho trẻ, phụ huynh rất đồng thuận và phấn khởi. Là một phụ huynh thì tôi rất là mừng. Thì con của tôi nó mới vừa chích ngừa xong, thì như vậy là nó cũng đã có một cái khả năng, hy vọng là nó sẽ có một cái sức đề kháng tốt để sau này khi vô học tập trung thì nó sẽ được bảo đảm. Để không bỏ sót đối tượng, trước đó các địa phương trong tỉnh đã tích cực rà soát, lập danh sách trẻ thuộc đối tượng tiêm, đồng thời tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh và các em học sinh về lợi ích khi tiêm vaccine. Thì đa số phụ huynh thì rất đồng tình với việc tiêm vaccine cho trẻ em. Đối với những trẻ em mà chưa có căn cước công dân, thì huyện sẽ chỉ đạo ngành công an phối hợp với lại ngành giáo dục, ngành y tế để mình cung cấp cái mã định danh. Và cái mã định danh này thì sẽ cung cấp cho từng hộ gia đình. Từ có cái mã định danh đó thì mình mới nhập được dữ liệu vào cái phần mềm tiêm chủng. Và khi đó thì cái việc mà xác nhận đã hoàn thành tiêm chủng thì nó sẽ thuận lợi và nó chính xác. Hiện toàn tỉnh có trên 167.600 trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17. Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu có trên 95% các em trong độ tuổi này được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, góp phần tạo miễn dịch cộng đồng và cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Việc trang bị lá chắn vaccine giúp bảo vệ trẻ trước nguy cơ dịch bệnh. Phụ huynh sẽ an tâm hơn khi trẻ trở lại trường học trong thời gian tới.